và mình chia nó ra thành chuyên đề như là chuyên đề Nguyễn Ái Quốc nè, chuyên đề 30-31 hoặc là chuyên đề 36-39 đó, hoặc là chuyên đề cách mạng tháng 8 như hoặc là chuyên đề các đại hội này nọ. Thì khi đó mà mình học thì mình rất là dễ nhớ những cái mốc sự kiện ở trong đó nó thuộc cái chuyên đề đó. Còn khi mà bạn học mà không theo một cái logic, không theo một cái trình tự nào hết mà cứ học từ đầu cuốn sách đến cuối cuốn sách thì tất nhiên là bạn sẽ nhầm sự kiện này với sự kiện khác. Còn mình còn có gán sự kiện đó với những cái mà mốc thời gian của chính bản thân mình. Ví dụ như là mốc thời gian đó liên quan tới ngày sinh nhật của mình, liên quan tới ngày sinh nhật của bạn mình, bố mình, mẹ mình hoặc là gì đó. Có một cái phương pháp mà mình thấy mọi người vẫn đa số áp dụng, đó là có mình có một cái sticker thì mình ghi những cái mốc sự kiện đó lên, xong rồi mình dán. Ý như là mình dán ở những nơi mình dễ gặp nhất. Thì khi mà nó cứ đập vào mắt mình nhiều lần thì theo một cái lối tư duy nào đó thì mình sẽ bị nhớ, mình sẽ bị nhớ cái sự kiện đó. Đầu tiên thì mình đọc đề từ đầu đến cuối, rà soát đề xem bao nhiêu câu, câu hỏi nó như thế nào. Xong rồi sau đó thì mình nhìn thời gian, ví dụ là thời gian là 150 phút, đề đó là 10 điểm thì lấy 180 mình chia cho 10 sẽ là trung bình là một câu sẽ là 18 phút. Sau đó thì câu nào 2 điểm thì trung bình thì sẽ là 36 phút, nhưng mà câu đó mình chỉ được nên làm 30 phút thôi, còn 6 phút còn lại mình phải chia để rà soát. Sau đó thì thời gian đầu mà mình nhận đề là thời gian mình còn minh mẫn và tỉnh táo nhất. Thì khi đó là mình phải lập dàn ý đầu tiên, đọc tất cả các câu trong đề. Thường thường đề sẽ có từ 4 câu, 3, 4 câu, 5 câu. Thì mình lập dàn ý tất cả các câu, các ý mình có thể nảy sinh được ngay lúc đó. Và sau đó thì mình tiến hành làm bài theo cái khung thời gian mà mình đã chia. Mình cảm thấy đề năm vừa rồi mở đến 75%, thì nó chỉ có một câu đầu tiên 3 điểm là bạn phải học thuộc. Bạn phải học thuộc sự kiện thì mới làm được. Nhưng còn lại, 3 câu còn lại hầu hết đó là những câu mở mà bạn dù có học bài thuộc đến cỡ nào vẫn không làm được. Vậy tại sao? Người ta sẽ sắp xếp theo mức độ đề nó đã có ý ở trong đó rồi. Từ dễ đến khó, tất nhiên câu 1 sẽ là câu học thuộc, sau đó mới là những câu tư duy và những câu mở rộng. Vậy tại sao bạn không làm câu 1 đầu tiên khi mà người ta đã sắp xếp cho bạn hẳn rồi? Bạn không cần phải lựa chọn, tại vì nếu như mà lựa chọn, ví dụ bạn sẽ làm câu thứ 4 trước, câu đó là một câu đề mở, bạn không viết được, không lập luận được, thì khi đó là đến khi mà đến thời gian mà bạn làm xong câu thứ nhất rồi đã mất rất là nhiều thời gian rồi. Đến khi mà quay lại cái câu 1, mà cái câu mà mình học thuộc á, cái câu học thuộc là cái câu để ăn điểm, như vậy lúc đó bạn sẽ bị rối và ý tứ của bạn nó sẽ bị lủng củng, lúc đó là mình sẽ mất điểm một câu dễ. Cho nên là không nên chọn câu dễ câu khó mà làm theo thứ tự từ trên xuống dưới. Đặc biệt là không được viết vào đó một dòng văn nói mà phải học theo cái cách của mình. Theo mình đó thì lịch sử chỉ cần mình lập luận chặt chẽ, đúng và không được dài dòng lan man, càng ngắn gọn, càng xúc tích cô động càng tốt. Mình không có học sử mà ngày tụng rồi tụng tới 2-3 giờ sáng hoặc là cày gì hết á, đúng tới đúng giờ thì mình đi ngủ. Để không bị khủng hoảng thì mình chỉ học sử khi tâm trạng mình thoải mái nhất. Còn ví dụ như mà trong quá trình học ôn thi đại học, tất nhiên là bạn sẽ bị stress. Mình sẽ lôi những cái môn mà nó dễ vào nhất, hoặc là những môn mà nó có chất lãng mạn hoặc là bay bổng gì đó, tại vì mình thi khối C gì đó, thì mình sẽ học văn thay vì mình học sử trong thời gian đó. Đọc thơ, học thuộc thơ, đọc người ta phân tích thơ như thế nào trong cái thời gian mà mình cảm thấy là mình bị stress. Còn khi mà học sử thì hãy để đầu óc mình tỉnh táo nhất. Nếu bạn thi khối C, hãy ưu tiên đầu óc tỉnh táo nhất cho môn sử.